cái dấu hiệu lão hóa da xuất hiện rồi mới chăm sóc. Vì trên thực tế da là cái cơ quan lão hóa sớm nhất trong cơ thể, và đến 2 năm tuổi là nó bắt đầu có hiện tượng lão hóa. Đến lúc già thì vừa có tiền vừa có thời gian thì lúc đó quá muộn rồi. Một cái hàm lượng nó nhỏ, nó là dạng vi lượng thôi thì được gọi là vi chất. Thì những cái vi chất này nó có cái vai trò rất quan trọng để nó giúp cho chúng ta giữ được cái sắc thái, cái vẻ bề ngoài nó tươi tắn, độ đàn hồi của da nó căng ra, thì không bị lão hóa thế. Trong cái đầu của mình cũng như là trong cái vốn hiểu biết và con người của mình, và vẻ đẹp nó sẽ phát ra từ đó và sẽ cộng hưởng với trang phục mà các bạn mặc, thử tinh dầu mà các bạn thoa, kiểu tóc mà các bạn làm, hay là cái cơ thể săn chắc mà các bạn có tập luyện ngoài ra. Và đó mới là cái cốt lõi, chứng minh bản thân mình và luôn luôn cho rằng mình đúng. Thì cái này gây cho mình một cái tâm lý rất là lúc nào cũng căng, và mình rất là hay stress. Và mình stress thì mình già thì mình không thể thanh xuân mãi.